mời các bạn cùng vào bếp làm món ốc xào me với mình nhé. Thì cách làm và nguyên liệu mình có để trên màn hình, mời các bạn cùng tham khảo và đóng góp ý kiến dưới phần bình luận giúp mình để xây dựng kênh phát triển nhé mọi người. Xin cảm ơn tất cả mọi người, chúc mọi người xem video thật vui. Với món ốc xào me này, có vị chua 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 ngọt ngọt cay cay của ớt, ta có thể dùng để ăn cơm hoặc ra đây cùng với bạn bè. Thì không biết ốc móng tay ở chỗ mấy bạn bán bao nhiêu một ký, thì chỗ mình nó bán 45k một ký, cũng rất là tươi ngon các bạn. Thì cách làm nó cũng rất là đơn giản, ta chỉ cần cắt bỏ hết ruột và rửa trên nước chảy để sẽ sạch cát. Thì các video hướng dẫn cách làm cũng có rất nhiều trên YouTube các bạn. Các bạn chưa biết làm thì cũng có thể lên trên đó tham khảo. Thì mình tự làm mình ăn nó sẽ rất ngon, không như ở quán ha, vì người ta số lượng và người ta cũng không có thời gian để làm sạch được. Thì ốc chúng ta đã chín rồi, mình cho ra dĩa và thưởng thức nha các bạn. Món này mình nên ăn nóng nó sẽ ngon hơn và tránh ít mùi tanh. Mình có thể ăn kèm với nước chấm chua ngọt và một ít rau răm nha các bạn. Các bạn có ghé ngang xem video, hãy ấn giúp một like, đăng ký kênh và chia sẻ video ủng hộ kênh phát triển nhé mọi người.